e lời khuyên dân tổng kết của đức thế tôn về thọ ấm kinh văn a nan như thị thập trùng thiền na hiện cảnh giai thị thọ ấm dụng tâm giao hỗ cố hiện tư sự chúng sanh oan mê bất tự thốn lượng phùng thử nhân duyên mê bất tự thức vị ngôn đăng thánh đại vọng ngữ thành đoạn vô gián ngục Việc dịch A Nan 10 trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau nên hiện ra như vậy. Chúng sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét, gặp nhân duyên này mê muội không tự biết, bảo là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng A nan mười trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau nên hiện ra như vậy. A nan những trạng thái biểu hiện trong khi tu tập thiền định như thế đều ở trong phạm vi của thọ ấm giao xen với nỗ lực dụng công khi tu tập. Những sự kiện này là kết quả của những biến tướng khác nhau xảy ra trong khi hành giả nỗ lực công phu tu tập chúng sanh ngu mê lầm lẫn không biết tự lượng xét chúng sanh do mê lầm không biết quay trở lại tự quán xét bên trong mình gặp nhân duyên này mê muội không tự biết chúng sanh không nhận ra được mình là ai bảo là mình đã chứng được bậc thánh rồi họ bảo rằng họ đã đạt được những điều mà họ chưa từng đạt được và chứng được những gì chưa từng chứng được họ tuyên bố đã đạt đạo và chứng được thánh vị, trong khi họ chưa hề đạt được những điều ấy, thành ra mắc vào tội đại vọng ngữ chắc chắn sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục. Kinh văn Nhữ đẳng diệt đương, tương như lai ngữ, ư ngã diệt hậu truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh khai ngộ tư nghĩa, vô linh thiên ma đắc kỳ phương tiện, bảo trì phúc hộ thành vô thượng đạo. Việt dịch: Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này, chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá, giữ gìn hộ trì chúng sanh tu tập cho đến khi thành tựu quả vị vô thượng. Giảng, sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. A Nan sau khi Như Lai nhập Niết bàn, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai, hãy truyền đạt những lời Như Lai đã dạy để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này, khiến cho chúng sanh nghe được đạo lý, hiểu và giác ngộ được. Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá, đừng để cho loài ma có dịp thuận tiện phá rối người tu hành giữ gìn hộ trì cho chúng sanh tu tập đến khi thành tựu đạo vô thượng